Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VV Channel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn rất là nhiều thông tin mới về phía nước Quật đây nha. Thông tin đầu tiên là thông tin mới được cập nhật về tình hình thay đổi số điện thoại. Thông tin này đã được rất là nhiều các pioneer hỏi trên livestream của mình. Thì một thành viên trong nhóm Pico Team là anh Crypto King cũng đã trả lời về vấn đề khả năng thay đổi số điện thoại. Anh ấy đã trả lời trong nhóm Discord như sau. Đó là hiện tại thì không có cách nào để đổi số điện thoại và chúng ta cần một chút thời gian để phát triển tính năng này để đổi số điện thoại trước chứ không phải là bán tài khoản. Vậy thì như mình cũng đã chia sẻ thì hiện tại là chưa có tính năng này, nhưng chắc chắn là sẽ có tính năng này nha các bạn trong tương lai. Vậy và theo như chia sẻ của thành viên trong nhóm Bitcoin Team, họ cũng sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để có thể hoàn thiện và phát triển tính năng thay đổi số điện thoại. Cho nên những pioneer nào hiện tại mắc số điện thoại hoặc là SIM có vấn đề, SIM bị khóa, vân vân. Tất cả trường hợp đó các bạn yêu cầu các bạn không bán tài khoản của mình cũng như là Picotim phát triển tính năng thay đổi số điện thoại, rồi khi đó bạn hãy thao tác để chuyển sang một số điện thoại mới nha. Và thời hạn theo như trong này thì mình nghĩ là cũng sẽ mất thêm một khoảng thời gian dài nữa, cho nên là trong thời gian đó thì các bạn hãy giữ cái mật khẩu pin network của các bạn thật kỹ nha. Tiếp theo cũng là một thông tin từ anh Crypto King này, anh ấy đã đưa ra một câu trả lời liên quan đến cuộc thi Hackathon. Thì nếu như mà nhanh nhất ấy, thì Hackathon sẽ được công bố và trao giải quý 1 trong tuần này. Thì nếu là nhanh nhất nha các bạn. Ai cũng mong chờ các ứng dụng nào sẽ đạt được top cao trong cuộc thi Hackathon. Bởi vì khả năng cao những ứng dụng mà đạt top cao thì sẽ là những ứng dụng được công khai và bổ sung vào trong hệ sinh thái của P Network. Nếu như có thông tin này thì mình sẽ cập nhật ngay cho các bạn. Thông tin thứ hai là một thông tin về giám đốc điều hành cũng tham gia vào P Network. Đây chính là giám đốc điều hành của Petro Canada and Metal Dominican Bangladesh. Thì đây là AKM Sebet. Ông ấy cũng có chia sẻ hình ảnh khai thác P Network tại đây. Thì sau hình ảnh cháu của cựu thủ tướng tại Ấn Độ chia sẻ khai thác P Network thì tiếp tục thêm một người nổi tiếng và có chức vị nữa cũng tham gia khai thác P Network. Chính là người đàn ông này. Có thể nói là P Network là một trong những cái dự án mà hiện tại chưa có bất kỳ một cái giá nào được list sàn chính thức bởi vì P2 OpenManage, nhưng rất là nhiều người nổi tiếng tham gia vào và thậm chí người ta công khai cái điều đó. Chưa có một dự án tiền điện tử nào mà được rất là nhiều người nổi tiếng công khai ủng hộ như P Network. Cũng chưa có một cái dự án nào chưa list sàn mà có lượng người dùng đông như P Network. Đằng sau những bề nổi này chắc chắn là còn rất là nhiều người nổi tiếng, người ta không công khai hoặc là chưa công khai việc mình khai thác pi. Cái số lượng này cũng nhiều lắm, còn rất là nhiều người nổi tiếng người ta khai thác pi mà người ta không công khai thông tin của họ, bởi vì các bạn biết là người nổi tiếng thì người ta thường ít công khai. Nhưng mà qua những cái hình ảnh này thì mình muốn nói với bạn rằng hãy tự tin mà khai thác pi. Những người nổi tiếng này, rồi những người có học vị cao này, những người có chức vụ cao trong xã hội này đang khai thác pi. Điều đó có nghĩa là pi phải là mang lại một cái tiềm năng rất là lớn thì người ta mới khai thác. Chứ nếu không người ta đã đầu tư vào khai thác Bitcoin, Ethereum hoặc những đồng coin khác. Mình đồng ý rằng trong những người này chắc chắn có những người người ta cũng khai thác Bitcoin, Ethereum và các đồng coin khác. Nhưng tại sao người ta lại chọn công khai thông tin là họ đang khai thác pi và chia sẻ cái mã mời này? Điều đó cho thấy là họ cũng đang rất là muốn kiếm được nhiều pi, cho nên là họ chia sẻ lời mời của mình để nhiều người trở thành rep của họ để họ kiếm thêm được nhiều pi, cũng như là họ đang lan tỏa cho dự án pi network. Và chắc chắn pi network phải là một cái gì đó mà người ta phải yêu thích, người ta mới chia sẻ hoặc mang lại cho họ những cái giá trị thì họ mới chia sẻ. Mong rằng là qua những thông tin này anti người ta có thể xem được để mà quay xe. Ngoài thông tin đó ra thì cũng có thêm thông tin nữa nha. Ngày hôm qua là P Network đã có thông báo mới trong hội áp chính trả lời hàng loạt những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề KYC đúng không? Bạn nào chưa xem thì có thể xem lại nha. Và qua cái thông báo đó thì trước đó một thành viên trong nhóm Pico Team cũng có chia sẻ về vấn đề KYC cũng như là liên quan đến quá trình di chuyển sang Mainnet, và điều này cũng được các mod P chia sẻ lại. Thông qua những điều này chúng ta có thể thấy rõ những khó khăn mà Pico Team gặp phải khi đối mặt với KYC. Mình sẽ chia sẻ thêm cái đoạn hội thoại này. Cái ghi chú này là cách đây một năm trước rồi nha các bạn. Nó là ngày 10 tháng 4 năm 2022 rồi. Có nghĩa là một năm trước rồi.
Anh ấy trả lời về việc Open Manet thì chúng tôi đang làm việc cùng với các bạn để giải quyết vấn đề này. Bạn biết rằng chúng tôi không bao giờ cam kết vào một ngày cụ thể. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì dự đoán điều gì đang chờ đợi chúng tôi tiếp theo là rất khó khăn. Mỗi rào cản phải được vượt qua trước khi chúng ta có thể tiến gần hơn tới Manet mở. Mặc dù có nhiều so sánh với các dự án tiền điện tử khác, những gì Pi đang làm ở đây chưa từng được làm trước đây. Điều này không chỉ đơn thuần là khởi chạy một blockchain và đẩy nó lên sàn giao dịch. Điều này còn liên quan đến việc nuôi dưỡng một cộng đồng, cung cấp cho những người bình thường có cơ hội tham gia vào tiền điện tử. Và còn nhiều hơn thế nữa, có quá nhiều điều mới, những bất ngờ thật sự xảy ra, thậm chí với cả nhóm nòng cốt. Ví dụ chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải xây dựng một ứng dụng KYC phi tập trung. Nhưng đây là thực tế. Bây giờ chúng tôi phải điều chỉnh thuật toán để xử lý số lượng ứng dụng KYC đáng ngạc nhiên. Chúng tôi cũng đã phải tìm cách để đánh giá người xác thực và hủy bỏ các đánh giá sai lầm. Và danh sách còn dài nữa. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Open Manet là một trong những mục tiêu. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất. Một mục tiêu cấp bách hơn là nuôi dưỡng nền kinh tế và hệ sinh thái Pi, kết nối và nuôi dưỡng cộng đồng của chúng ta đến với nền kinh tế này, xem cộng đồng hưởng lợi và phát triển. Đó, đoạn này mình cũng đã chia sẻ trong video cách đây một năm trước rồi. Mà hôm nay thì các anh Mốt Pi cũng có chia sẻ lại. Ấy thì thông qua cái đoạn này mình cũng muốn nó tiến độ của Pi người ta cũng sẽ chưa định hình rõ được chính xác một ngày cụ thể nào sẽ open mainnet. Bởi vì như anh ấy nói thì việc dự đoán những gì chờ đợi tiếp theo của chúng tôi rất khó khăn. Bởi vì nói riêng về thị trường tiền điện tử thôi thì nó rất biến động rồi. Chứ đừng nói gì rộng hơn. Việc Open Manet của Binance nó cũng phải có yếu tố ảnh hưởng từ thị trường thế giới nữa. Thì hiện tại các bạn thấy là có khủng hoảng kinh tế toàn cầu này. Dịch Covid cũng bắt đầu trở lại một lần nữa. Thì rất là nhiều những cái vấn đề như vậy mà không ai nghĩ rằng dịch Covid nó sẽ quay trở lại, hoặc là động đất ở những quốc gia châu Âu, hoặc là chiến tranh Ukraine và Nga bất ngờ xảy ra, hoặc là nhiều vấn đề chính trị khác nó ảnh hưởng khả năng dự đoán, cho nên là không dễ để mà dự đoán chính xác được cái ngày mà mình sẽ open mainnet cụ thể. Câu trả lời này là của một thành viên Pico Team nha, chứ không phải từ một pioneer hay gì đó, cho nên cái thông tin của họ đưa ra là chính xác và tiệm cận nhất với tư tưởng của đội ngũ. Nhiều người cho sánh Binance với những dự án tiền điện tử khác. Như anh ấy nói thì những gì Pi đang làm ở đây là chưa từng được làm trước đây. Đấy, những cái gì mà họ làm cho đến hiện tại đều là đúng đắn cả. Từ việc mà Open Manet chậm chứ không tạo một đồng coin sau vài tháng hoặc một năm là lít sàn như những phần lớn xu hướng của các đồng tiền điện tử trong thời điểm này. Hoặc thay vì Open Manet thì người ta có thêm một giai đoạn Manet kín nữa, một điều rất là mới trong cộng đồng tiền điện tử trên toàn thế giới luôn. Và tất cả những cái quyết định đó, những cái hành động đó dẫn chúng ta đến ngày hôm nay với những thành tựu rất là to lớn về lượng người dùng, về những tiếng vang mà Pi Network có thể tạo ra được, và cả những cái người nổi tiếng người ta tham gia vào Pi nữa. Như vậy chính là cái bằng chứng rõ nhất Pico Team đang có những quyết định đúng đắn cho dự án của mình. Còn nếu như quyết định của Pico Team là sai thì chắc chắn là số lượng người dùng hiện tại, cái chắc chắn cái kết quả trả lại cho ngày hôm nay là số lượng người dùng sẽ ngày càng ít đi này. Nhiều người sẽ bỏ đi hơn so với cái số lượng người dùng tham gia vào, nhưng chúng ta vẫn thấy là số lượng người dùng mỗi tháng đều tăng lên. Hoặc là những cái người nổi tiếng người ta sẽ không tham gia vào Pi Network nữa, nhưng chúng ta vẫn thấy mỗi ngày trôi qua rất nhiều người nổi tiếng người ta công khai tham gia vào dự án Pi. Và trong cái giai đoạn Manet kín thì IHM cũng có chia sẻ một mục tiêu cấp bách hơn là nuôi dưỡng nền kinh tế và hệ sinh thái của Pi. Đó, kết nối và nuôi dưỡng cộng đồng của chúng ta đến với nền kinh tế này, để mà kết nối cũng như nuôi dưỡng thì nó cần cái gì ạ? Đó chính là cần kiến thức để giúp cho các pioneer mới lần đầu tham gia và tiếp cận với thị trường crypto biết chính xác mình đang tham gia vào cái gì, hình dung nó được ra như thế nào và làm sao để sử dụng nó một cách tốt nhất. Và cái giai đoạn Manet kín chính là để nuôi dưỡng cho cộng đồng phát triển là như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng một cái hệ lụy đến bây giờ với việc thiếu kiến thức là gì ạ? Đó chính là rất là nhiều pioneer bị lừa từ các trang web giả mạo. Thì cái điều đó đến từ việc thiếu kiến thức. Vì vậy mà mỗi pioneer hãy thực hiện nhiệm vụ của mình là khai thác Pi, kiếm thêm được nhiều Pi, lan tỏa dự án bằng những thông tin chính thống và tích cực, và cổ vũ hỗ trợ cho đội ngũ Pika Team tiếp tục trong công việc của họ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.